Ôi, Hải Ninh ơi, à Hải An ơi, con thỏ kia, con thỏ to đùng kìa, kia kia trên kia, kia 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 đấy đấy đấy, ôi, ra xem con đấy đi, con cáo, ôi nó chạy mất rồi, xa quá mình không đuổi kịp nó. Ok các bạn ơi, vậy là anh Gato cùng với cả bạn Gonsi Hải An đã xem ca múa nhảy múa rồi lễ hội hóa trang xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra tìm mẹ của bạn Hải An rồi chúng ta đi về nhá. Hải An ơi, ra tìm mẹ đây đi, xong à đi ra xem mẹ đâu, đi 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 ma ma An ơi, ma trong người này ghê thế. Sai thế, bây giờ Hải An biết có ăn kem không, đi vào mua kem nhá, đi đi vào mua kem, đi đi vào cho Hải An với có mỗi người mua một que kem đi này con ơi. Và đây này bắt gặp một con trồn chín đuôi rồi này, có ăn vào chụp ảnh muốn chụp một kiểu giống như bảo vừa chụp với cả mấy người rồi đây, có vào chụp ảnh đi Nam Kiều hả, coi coi Nam Kiều hả, An ơi làm kiểu ảnh đi, sao ra bảo chụp ảnh hết với cả mọi người rồi đây, không chụp không muốn không chụp đi, sao bạn này còn ngại không dám chụp ảnh với cả những người hóa trang đây cơ. Đây này một người hóa trang đây này, đây đây một người hóa trang rất là màu mè mắt kìa. Thôi người này hóa trang nhân vật gì đấy, tại sao người ta mắt người ta có thể màu ghê được nhỉ. An ơi, An ăn kem không, ai là người mua thế thôi, nếu mà mua thì xếp hàng vào mua đi, có mua không, có mua không, vào đi. Đấy bây giờ Hải An sẽ là người xếp hàng, đứng xếp hàng để mua kem, mua ba cái nhá. Xếp hàng vào nhanh lên, là người ta xếp chồng như chỗ mình ấy. Đấy, xếp hàng rất là lâu mới có thể mua được, hôm nay là ngày lễ hội nên rất nhiều nhiều người đó. Cái gì, con xếp hàng vào mua đi, xếp hàng vào nhanh lên, người ta xếp hàng chồng vào chỗ mình ấy, đứng vào xếp hàng vào mua đi, thấy chưa, đứng vào đi. Đấy, Hải An đợi đến mua kem xong là mỏi hết chân luôn. Hải An đang xếp hàng tận anh kia kìa. Rồi các bạn ơi, mẹ và bạn Gonsi đã mua được hàng xong ra đây rồi. Hải An ơi, hình như bên này không có kem đâu, để bố hỏi thử xem có kem không nhé. Một tin buồn là không có kem nhá, xếp hàng từ lấy ra đi, sang bên kia, bên này không có kem đâu. Đi sang bên kia đi, bạn ơi, vậy là sang bên này cũng không có kem luôn, bây giờ thì chúng ta đành phải đi ra về hoặc đi ra một hàng cửa hàng khác để mua. Đi đi đi. Đi đâu mà đi từ nấy ra, đi mấy vòng liền đi. Bây giờ các nhỏ ta đang tiến hành ra cầu thang và đi về. Đấy, đồ đạc mua cho bạn Hải An Hải Linh đã xong rồi.